Chào các bạn và các em. Sau khi chúng ta đã có các cái kỹ năng về giải cái bài toán liên quan tới Hydrobond, thì trong bài học hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập một số các bài tập có liên quan, có sử dụng. Một số các bài tập này là các bài tập nâng cao hoặc là các bài tập được trích trong một số các đề thi tuyển sinh đã được tổ chức các năm trước. Bài số 1. Trong một bình kín chứa 0,35 mol CH2, 0,65 mol hydro và một ít một niken, nung đóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí X có thể khối hơi so với hydro bằng 8, sục X và một lượng dư dung dịch bạc grat trong NH3 đến phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y và 24 gam kết tủa. Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với bao nhiêu mol brom trong dung dịch? 0,2 mol, 0,1 mol, 0,25 mol hay là 0,15 mol? Đây là một bài được trích trong đề thi tuyển sinh khối A năm 2013. Để làm bài tập này thì chúng ta cùng tóm tắt theo một cái sơ đồ như sau. Một cái hỗn hợp gồm C2H2 0,35 mol, hydro 0,65, cho qua niken nung nóng thì thu được rất nhiều các chất khác nhau. Thu được hỗn hợp khí X có thể khối hơi so với hydro bằng 8. Như vậy khí X này là cái gì? Nó có thể là C2H6 tạo thành, C2H4 sinh ra, C2H2 còn dư và hydro còn dư. Hai chất này, đây là X. Sục khí X và dung dịch bạc grat trong ammoniac thì đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y. Khí Y này là cái gì? Thì ngoài acetylen phản ứng ra để tạo thành bạc acetylua ra thì còn lại là có thể là C2H6, C2H4 và H2 dư. Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với bao nhiêu mol dung dịch brom? Phản ứng với bao nhiêu mol? Đây là cần phản ứng đây. Nếu có thì nó sẽ chỉ phản ứng với C2H4 mà thôi, tạo thành C2H4BR2. Đó. Thế còn hydro thì không phản ứng. Đây là một cái bài tập chúng ta nhận thấy cái hỗn hợp đó là hydrobond không no và hydro được đi qua niken nung nóng. Vậy thì chúng ta sử dụng cái phương pháp bảo toàn khối lượng kết hợp với phương pháp bảo toàn mol pi. Cái nội dung lý thuyết chúng ta đã có ở trong bài. Đấy. Bây giờ chúng ta sử dụng cái bảo toàn khối lượng thì chúng ta sẽ có như sau. Cái M trung bình, ta có M1 trung bình bằng 0,35 nhân với 26 cộng 0,65 nhân 2 chia cho tổng số mol 0,35 cộng 0,65. Chúng ta tính được cái giá trị mà trung bình 1 là bằng 10,4. Áp dụng cái phương pháp bảo toàn khối lượng, ta có N1 nhân M trung bình 1 bằng N2 nhân M trung bình 2. Đấy, tổng khối lượng trước bằng tổng khối lượng sau phản ứng đây. Bây giờ chúng ta có N1 số mol hỗn hợp biết rồi, M1 biết rồi, M2 đấy, với M2 thì chúng ta có M trung bình 2 đấy, M trung bình 2 thì theo đề nó bằng 8, thì khối hơi sau hydro bằng 8, cho nên M trung bình bằng 8 nhân 2 bằng 16. Thế thì thay vào đây thì chúng ta tính được cái số mol N2. N2 bằng N1 nhân M1. Đấy, N1 là 1. 1 bởi vì nó bằng 0,35 cộng 0,65 nhân với M1 là 10,4 chia cho M2 là 16. Và kết quả của phép tính nó bằng 10,4 chia cho 16 bằng 0,65. Chúng ta thấy sau khi phản ứng thì hydro chui hết. Phản ứng bao nhiêu thì nó chui hết vào cái carbon, hydrocarbon này. Đó, làm cho thể tích hydro giảm đi hay là thể tích của tổng số mol hỗn hợp giảm đi bao nhiêu chính bằng hydro đã phản ứng. Như vậy chúng ta có số mol của hydro phản ứng thì luôn luôn bằng N1 trừ đi N2 bằng 1 trừ đi 0,65 bằng 0,35 mol. Như vậy hydro có 0,65 mà nó đã phản ứng 0,35. Đó.
áp dụng cái phương pháp bảo toàn mol pi ở đây là tổng số mol pi phản ứng ở xong CH2 thì bằng số mol pi là hydro phản ứng cộng vào, cộng với chỗ này là cộng với số mol brom. Chúng ta nhận thấy xong tất cả các phương trình phản ứng thì cuối cùng hết không còn liên kết pi nào cả. CH6, CH4, hydro. Đó. Như vậy thì chúng ta áp dụng cái phương pháp bảo toàn mol pi hai lần số mol của C2H2 phản ứng. Cái số 2 này là do trong CH2 acetylen có hai liên kết pi bằng một lần số mol của hydro cộng với một lần số mol brom. Đấy, hydro phản ứng thôi. Và một lần số mol brom phản ứng. Như vậy nếu như chúng ta biết được hydro phản ứng đây rồi, nếu như tính được số mol của CH2 phản ứng thì chúng ta dễ dàng tính được số mol brom. Đấy, trong đó số mol của C2H2 phản ứng chúng ta có tổng ban đầu là 0,35. Cái phần còn dư này nó sẽ tác dụng với bạc cái đó, đây là 24 gam. 24 gam thì tương ứng với 0,1 mol. Đấy, 0,1 mol. 0,1 mol bạc acetyl tạo thành, tức là 0,1 mol acetylen dư trừ đi 0,1 bằng 0,25. Đó, như vậy chúng ta tính được số mol brom phản ứng ở đây. Số mol brom bằng hai lần số mol hydro, hai lần số mol của acetylen, 2 × 0,25 trừ đi số mol hydro phản ứng 0,35. Đấy, như vậy bằng 0,15 mol. 0,15, như vậy phương án C.